My Talking Tom là một ứng dụng thú nuôi ảo được Outfit 7 phát triển vào tháng 11 năm 2013. Ứng dụng này tương tự như game 2D Pool và là một trên 4 trò chơi trong series Talking Tom and Friends. Ngoài ra còn có một ứng dụng khác tương tự với tên My Talking Angela, được Outfit 7 phát hành ngày 3 tháng 11 năm 2014. Yeah.
Woo!